Anh Nam, anh Nam ơi. Ngọc ngó cái gì đấy hả? Chị Ngọc à? Chị đi đâu đấy? Tao đi về nhà chứ đi đâu. Mà mày đứng đây làm cái gì? Đi ra tao xem nào. Khoan đã, đây là nhà tôi mà. Sao nhà chị là thế nào? Nhà nào của mày? Nhà này là của anh Nam. Bây giờ tao cưới anh ấy rồi thì là nhà của vợ chồng tao. Của mày đâu mà của mày? Chị nói gì cơ? Chị cưới anh Nam nhà tôi á? Sao? Thằng anh mày lù khà lù khù như cái thằng đần ấy, tao lấy cho là phúc đức lắm rồi. Mày làm gì mà phản ứng ghê thế? Này, chị quá đáng tôi đấy. Tao quá hả? Mày á, chẳng qua chỉ là cái thằng con rơi con vãi thôi. Bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, đi ra chỗ khác mà kiếm ăn đi. Cô ta nói cho mày biết nhá, đây là nhà của anh Nam, mày đừng có về đây tranh giành, không tao đấm cho đấy. Chuyện nhà tôi không đến lượt chị. Chuyện nhà mày? Thế vừa nãy mày không nghe tao nói gì à? Bây giờ tao là vợ của anh Nam, mà vợ của anh Nam thì có nghĩa là chị dâu của mày, mày hiểu chưa? Tôi không tin, anh Nam sao có thể lấy vợ mà không báo cho tôi chứ? Tao vừa mới nói với mày xong, mày á, chẳng qua chỉ là cái thằng con rơi con vãi, chứ không là cái giống gì cả mà anh Nam anh ấy phải báo với mày. Chị im đi. Cái thằng danh này, mày dám quát lại mặt tao à? Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Anh về đây rồi. Anh lại đây, lại đi xem cái thằng em trời đánh của anh, nó đang làm cái trò gì đây này. Anh, chị ta nói anh cưới chị ta làm vợ rồi, có đúng như vậy không ạ? Thì ta nhiều tuổi rồi, cũng phải lấy vợ sinh con chứ. Thế sao anh không báo cho em? Hơn nữa chị ta, anh biết chị ta là người thế nào mà, sao anh có thể lấy chị ta được ạ? Cái thằng danh này, mày nói như thế là có ý gì? Ai chẳng có quá khứ, bây giờ mày cũng thừa biết dân làng mình thế nào mà. Có ít thì đồn nhiều, mày tin làm gì? Nhưng mà nhà có mỗi hai anh em, ít ra anh cũng phải báo với em một tiếng chứ ạ. Này, ta nói cho mày biết nhá, mày chỉ là em cùng cha khác mẹ với anh Nam thôi. Chẳng qua là ngày xưa bố anh Nam chơi bời thế nào, không cẩn thận nên mới rơi vãi ra mày. Còn mày, mày không sinh ra ở cái nhà này thì mày không có nghĩa vụ hay là quyền lợi gì cả. Cái nhà này nuôi báo cô mày đến bây giờ đã là quá lắm rồi. Bây giờ mày cút đi chỗ khác, tìm cuộc sống cho mình đi. Cái nhà này từ bao giờ đến lượt chị làm chủ vậy? Chồng, chúng ta đã thống nhất với nhau như thế nào, sao bây giờ anh đứng như ngỗng ra thế? Dương này, chị dâu mày nói cũng đúng đấy. Giờ mày lớn rồi, cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự rồi, tự lo được cho bản thân. Bây giờ đi ra ngoài, lo cơm ăn áo mặc, lo cho sự nghiệp đi. Nói như vậy là anh muốn đuổi em đi à? Chuyện rõ như ban ngày rồi, vẫn còn đứng đấy mà hỏi. Thôi được rồi, nhà này vốn dĩ của bố và mẹ lớn để lại, anh mới là người xứng đáng được hưởng. Nhưng mà dù sao em đi cũng mấy năm rồi mới về. Anh cho em vào nhà thắp cho bố mẹ nén hương rồi em sẽ đi ngay. Thôi khỏi, có cái nén nhang của mày nhà tao cũng chẳng thơm lên được. Chú ấy đã nói thế rồi thì để chú ấy làm tròn chữ hiếu đi. Dương, còn chuyện gì nữa ạ? Anh Nam, anh làm vậy là sao ạ? Tình anh em máu mủ, đâu có thể nói bỏ là bỏ được đâu. Thế nhưng bây giờ đứa nào cũng trưởng thành rồi, mỗi đứa có một cuộc sống riêng. Mong mày hiểu cho anh, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, có gì nhắn anh. Anh, ôi, đi đi không kẻo muộn. Mời anh vào ăn bún ạ. Chào cô. Ô, anh là bộ đội mới xuất ngũ à? Dạ vâng, đúng ạ. Thế nhưng mà có chuyện gì không ạ? Dạ không ạ, tại lâu rồi em mới thấy một anh bộ đội ngoài đời cho nên em tò mò thôi ạ. Tôi cũng giống như những người khác thôi,
có gì đặc biệt đâu. Đối với bọn em thì những người được rèn luyện trong môi trường quân ngũ lúc nào cũng có khí chất riêng, khác hẳn với người bình thường anh ạ. Tôi đặc biệt như vậy mà bản thân tôi không biết đấy. Dù sao cũng cảm ơn cô. Dạ, có gì đâu ạ. Thế anh ăn gì để em vào làm ạ? Cho tôi một bún chả đi. Dạ, anh đợi em một lát ạ. Em mời anh ạ. Tôi cảm ơn. Dạ. Tôi thấy quán cô địa điểm cũng đẹp, sạch sẽ gọn gàng, mà sao ít khách thế? Làm ăn mà anh, em cũng chẳng biết được đâu. Chắc là em không có duyên anh ạ. Mặt bằng ở đây ấy, thuê có đắt không? Chẳng giấu gì anh, quán này là bố mẹ em để lại cho em đấy. Chứ bây giờ đi thuê mà khách lèo tèo thế này thì có mà chết. Tính ra cô cũng giàu đấy chứ. Ôi trời ơi, giàu có gì đâu anh. Cả gia tài của em chỉ có vậy thôi. Vậy sao cô không cho người ta thuê mặt bằng? Chỗ này nếu cô cho thuê cũng đủ để cô đi chỗ khác sống thoải mái, mà không cần phải làm gì đâu. Em cũng muốn, nhưng mà em cứ thấy tiếc anh ạ. Cho người ta thuê rồi người ta có cải tạo lung tung không? Dù sao đi nữa thì chỗ này cũng là bố mẹ em để lại cho em. À, tôi hiểu rồi. Em thấy anh đi bộ đội mà cũng am hiểu tình hình ở bên ngoài nhở? Lúc tôi ở trong quân đội ấy, tôi cũng có chút năng khiếu nấu nướng, nên được phân vào bộ phận bếp. Thời gian rảnh ấy, tôi cũng có tìm hiểu thêm về kinh doanh. Nói như vậy là kiểu như là anh nuôi ấy à? Ừ. Thế anh ăn thử xem bún em làm có ngon không ạ? Vậy mời cô chứ. Em mời anh. Trông anh thử chuyên nghiệp nhở? Giống như kiểu bố em ngày xưa hay làm ấy. Thế nhưng mà sao biểu cảm khuôn mặt anh kỳ lạ thế ạ? Cô muốn tôi nói thật hay nói dối? Anh cứ góp ý đi ạ. Em là người cầu tiến, em rất muốn nghe những lời góp ý chân thành. Cái ông này sao thính thế nhở? Trốn như thế rồi mà vẫn tìm ra. Ngào. Anh Hoàn ạ. Em đi đâu đây? Dạ em đang định ra quán chị Tuyết uống trà đá thôi ạ. Ồ thế à? Trùng hợp nhỉ. Anh cũng đang thích đi uống trà đá. Hay là chúng mình đi chung đi. Anh Hoàn này, cái chỗ tiền mà em vay anh. Ờ kìa, anh đến gặp em có phải là đi đòi nợ đâu. Em cứ cuống lên làm gì, mất quan điểm. Anh nói thật đấy ạ? Anh có thể đùa với bất kỳ ai, nhưng với em thì không. Mà này, cái số tiền tuần trước anh đưa em á, tiêu hết chưa? Cái số tiền đấy em tiêu hết rồi anh ạ. Em đang bảo chồng em thu xếp, khi nào đủ thì gửi cho anh ngay. Đấy, 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 lại thế rồi. Anh với em đi với nhau mà cứ nói chuyện tiền nong thế này á là không được hay cho lắm đâu. Em cảm ơn anh Hoàn ạ. Anh tử tế với em quá cô. À, anh thấy với nhan sắc này của em ấy, em xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Thế mà chả hiểu tại sao năm xưa em lại đi lấy cái thằng nam cù lần. Phí, phí quá, phí cả tuổi thanh xuân. Thì cũng chỉ vì hoàn cảnh cả thôi anh ạ. Hồi đấy em làm ăn thất bại, cho nên có lựa chọn nào khác đâu ạ. Thế nhưng mà hiện tại chẳng phải em có nhiều sự lựa chọn tốt hay sao? Biết gì phải khổ. Nhưng mà dù sao, bây giờ em cũng là gái đã có chồng rồi, làm gì có ai để ý em nữa. Ừ hay, còn có anh đây mà. Chỉ cần em gật đầu một cái thôi là cái gì anh cũng đáp ứng. Chứ việc gì phải khổ sở bên cạnh cái thằng nông dân củ lần làm gì cho vất vả ra. Anh nói thật ạ? Anh không chê em đã một đời chồng sao? Không hề. Thời nào rồi, ai còn quan trọng chuyện đó nữa. Miễn là tâm hồn mình đồng điệu em ạ. Cái gì? Em muốn ly dị à? Đúng. Tôi chịu khổ bên anh như thế là đủ rồi. Bây giờ giải thoát cho nhau đi. Em chịu khổ bên anh á? Chả thế thì không à. Anh có biết mấy năm nay tôi ở bên anh tôi thiếu thốn như thế nào không? Bao nhiêu tiền tôi làm ra cô đều lấy hết. Cô cắm cả sổ đỏ bố mẹ tôi để lại cho tôi.
Thế mà còn kêu thiếu thốn à? Đương nhiên là thiếu rồi. Anh nhìn đi, tôi xinh đẹp trẻ trung như thế này, đi ra ngoài kiếm có thiếu gì người hơn anh đâu. Còn anh nhìn lại bản thân của mình đi, người thì to như con Tịnh ấy. Tôi nói thật nhá, anh chỉ hợp với mấy cái bà lội ruộng móng chân móng tay vàng khè thôi. Cô được lắm, nếu cô đã quyết như vậy thì lấy lại sổ đỏ cho tôi đi. Cái đấy coi như là phí đền bù, suốt thời gian qua tôi đã lãng phí thanh xuân với anh, ok? Cô đúng là ngang ngược vô lý mà. Đấy, anh Hoàn đến đón tôi rồi, tôi không đứng đây nói nhảm với anh nữa đâu. Anh, đi thôi. Em làm gì mà lâu vậy? Làm anh đợi mãi phải phi vào đây đấy. Anh ta cứ nhìn nhằng mãi, có chịu cho em đi đâu. Để xem. Cô đứng lại, cô không thể cứ thế mà đi được. Mày bỏ cái tay bẩn của mày ra. Mày có thích hung hăng không? Cẩn thận, tao cho mày đi ngủ luôn đấy. Sao bất tài? Không có gì. Chủ tịch Dương hôm nay rảnh thế à? Lại có thời gian đến thăm em cơ đấy. Em gọi anh như thế dễ làm anh tổn thọ lắm đấy. Chẳng lẽ em gọi sai à? Anh có được như ngày hôm nay tất cả đều là nhờ em. Nếu như năm đó em không cắm cả quán phở này để giúp anh lập nghiệp thì anh đâu có được như bây giờ. Thì bây giờ anh cũng đã lấy lại cho em rồi còn gì. Hơn nữa anh đã phát triển thành một tập đoàn ẩm thực lớn. Và quan trọng là anh đã cấp không cho em một người chồng sắp cưới tài giỏi. Em thấy em mới là người may mắn đấy chứ. Vậy coi như hai chúng ta đều may mắn khi gặp được nhau, đúng không? Hợp lý ạ. Chờ anh tí. Tôi nghe đây. Anh nói sao cơ? Được, tôi biết rồi. Anh, có chuyện gì vậy ạ? Chắc anh phải về quê một chuyến rồi. Vậy để em đi cùng anh nhá. Em cũng muốn biết quê anh như thế nào. Em về rồi này. Chú Dương phải không? Là em đây. Em không về một mình. Em còn mang theo cả em dâu cho anh nữa đấy. Em chào anh ạ. Anh sao thế ạ? Anh không còn mặt mũi nào để gặp chú nữa đâu. Em biết hết mọi chuyện rồi. Em sẽ giúp anh giải quyết khó khăn. Còn chuyện cũ mình đừng nhắc lại nữa. Anh có đáng mặt làm anh đâu. Chú không cần phải làm vậy. Anh nói gì vậy? Anh có nhớ lúc em đi anh nói với em thế nào không? Chú thật sự không trách anh à? Anh thấy Nhiên là cô gái tốt đấy. Lần này chú về tiện thể đưa cô ấy ra mắt họ hàng rồi chuẩn bị làm đám cưới đi. Dạ vâng, em cũng đang định vậy anh ạ. Định với đoạt cái gì nữa, tuổi xuân con gái có thì. Người ta đợi chú gần ấy năm rồi, cũng mệt mỏi lắm, đừng bắt người ta chờ nữa. Dạ vâng, chuyện này em nghe anh ạ. Anh Nam, anh cứ bình tĩnh đã. Anh Nam, cuối cùng thì em cũng gặp được anh rồi. Cô gặp tôi làm gì? Mà tại sao ra nông nỗi này? Chú Dương, lần này chú cũng về à? Tôi mới về hôm qua. Chị nghe nói rồi, có phải bây giờ chú đang làm chủ tịch tập đoàn ẩm thực ở trên Hà Nội đúng không? Cô hỏi như vậy là có ý đồ gì? Anh Nam, em biết là em sai rồi. Thằng Hoàn là thằng khốn anh ạ. Nó đưa em đi chơi bời được mấy hôm, xong sau đấy nó cho em lên vùng cao để làm gái tiếp các ông đại gia ở trên đấy. Em không đồng ý làm, hắn ta đánh đập rồi ép em
em phải vất vả lắm mới trốn được về đây. Anh Nam, em biết là em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Nếu vậy cô nên đi báo công an đi. Còn chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa. Chú Dương, chú là người có địa vị, chắc hẳn tấm lòng của chú cũng rộng lượng hơn người khác đúng không? Chú có thể nào nói với anh Nam hộ chị một câu? Tất cả mọi việc trên đời đều có nhân quả báo ứng cả. Hôm nay chị bị như vậy là do kết quả lâu nay chị sống không tốt thôi. Chị nên tu tỉnh lại, thời gian vẫn còn dài. Còn chuyện anh Nam có tha thứ cho chị hay không thì để anh ấy quyết định đi. Anh Nam, năm xưa tôi vì cô mà suýt mất đi đứa em trai ruột già máu mủ. Chuyện này luôn làm tôi thấy khó chịu trong lòng. Tôi vẫn chấp nhận bỏ nó để ở bên cô, là cô đủ hiểu tôi yêu cô nhường nào. Nhưng rồi sao? Cô không trân trọng tình yêu đó của tôi, vẫn tiếp tục cầm sổ đỏ của tôi đi cắm mà không có một chút ăn năn. Rõ ràng cô không muốn cho tôi và cô một cơ hội nào cả. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, cả đời này tôi sẽ không gặp cô nữa. Mong cô sống tốt. Nào, đang ở làng thế này. Ở đây có ai không mà sợ? Thì cẩn thận vẫn hơn chứ. Em không thích thì thôi. Ô, anh Nam, anh Nam, anh nhìn kia có phải thằng Dương không nhỉ? Thôi chết rồi, đúng đúng nó rồi. Thế anh đi về đi, nhanh lên, đừng để nó nhìn thấy. Ừ, thì anh đi trước nhá. Ừ. Chú Dương. Ôi trời ơi. Chị Ngọc, chị đi đâu đấy ạ? Chị đi ra chợ mua ít đồ. Thế về sao không bảo với anh chị một câu? Em định cho anh chị một bất ngờ. Hôm nay em đưa người yêu về ra mắt ạ. Em chào chị ạ. Ôi dồi ôi, em dâu tương lai của chị xinh gái quá. Thế mà chú Dương á, cứ giấu mãi thôi, bây giờ mới chịu đưa về. Dạ, anh Dương cũng rủ em về mấy lần rồi, nhưng mà lúc đó em không sắp xếp được công việc nên không về được chị ạ. À thế à, thôi không sao cả, bây giờ về vẫn kịp. Mà hình như vừa nãy em thấy có ai đi cùng chị mà. À, anh Nam hàng xóm ấy mà, anh ấy hỏi vay tiền chị, thế nhưng mà chị có đâu, chị đuổi về rồi. Thế ạ? Mà thôi, ở đây nói chuyện không tiện, mình đi về nhà nói chuyện sau. Anh Hiếu mà biết chú đưa người yêu về thế này á, là mừng lắm ấy. Nếu chị bận đi chợ thì cứ đi đi ạ, chúng em tự về cũng được. Ui giời ạ, ai lại làm thế? Hôm nay em dâu về nhà chơi lần đầu, chị phải đón tiếp cho chú đáo chứ. Dạ vâng, thế mình về thôi ạ. Đi. Dạ. Anh Hiếu ơi, ra đây mà xem ai về chơi này. Ai về chơi thế? Anh bị làm sao thế ạ? Chú Dương, sao chú về mà không nói trước với anh? Em đưa người yêu về, nên là em muốn cho anh chị một bất ngờ. Thế người yêu đây à? Dạ, em chào anh ạ. Em về chơi với anh chị như thế này là anh vui lắm rồi. Nếu về quê có gì không vừa ý thì em thông cảm nhá. Dạ, không có gì đâu ạ. Nhà em cũng ở quê mà. Em về đây cảm giác như được về quê của mình ấy anh ạ. Thế thì tốt rồi, hai đứa vào nhà uống nước đi. Dạ. Uống nước đi này. Em cảm ơn chị ạ. Anh bị làm sao thế? Anh ốm thế nào? Sao không bảo với em? Chú đừng lo, anh chị bị cảm cúm thông thường thôi, vài hôm là tự khỏi ấy mà. Mùa này đang có dịch sốt xuất huyết, anh đừng có mà chủ quan, không là nguy hiểm lắm đấy anh ạ. Anh biết rồi, chú yên tâm. Anh toàn biết rồi xong để đấy thôi. Chị cũng nói suốt, nhưng mà anh ấy có chịu nghe đâu. Sức khỏe của mình, nhưng mà cứ chủ quan ạ. Anh đừng có như thế. Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất. Anh cảm thấy trong người không được khỏe thì phải đi khám ngay chứ ạ. Anh tự biết sức khỏe của mình như thế nào mà. Chú đừng nghe chị dâu chú làm gì. Phụ nữ lúc nào chẳng nói quá lên. Thôi, cứ kệ anh ấy đi. Anh ấy đã nói như thế thì chắc là không sao đâu. Bây giờ chị đi ra ngoài chợ mua ít đồ. Hôm nay cả nhà mình liên hoan nhé. Để em đi cùng với chị ạ. Thôi, cứ ở nhà đi. Chị đi một tí là về mà. Đúng rồi đấy, em mới về còn mệt, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Mấy việc này Ngọc làm được mà. Em không mệt đâu, chị cứ cho em đi cùng em phụ chị ạ. Không mệt thì cũng cứ ở nhà mà nghỉ ngơi đi, chị đi một mình được mà.
Dạ vâng. Thế ba anh em ngồi nói chuyện đi, chị đi chợ nhá. Dạ, em chào chị. Ừ. Sao rồi? Bọn nó có nhìn thấy anh không? Có. Thế chúng nó có nghi ngờ gì không? Cũng may á, là chúng nó mới chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh thôi, chứ chưa biết là anh đã làm gì em. Chứ nếu không á, em cũng chẳng thoải mái mà ra đây gặp anh nữa đâu. Thế mà anh còn tưởng em cứ làm anh hết hồn. Anh còn nói em được nữa à? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, ra ngoài đường thì phải tém tém nó lại. Đây anh cứ phải vồ vập vào em mới chịu cơ. Rồi đến lúc á, có ai phát hiện ra thì chỉ có đường chết đói thôi. Thì tiền đấy cũng là tiền thằng Dương nó cho em. Em có phải vất vả kiếm đâu mà em cứ mắng anh. Thế thì em mới nói là chúng mình đừng để phát hiện. Nếu không thằng Dương nó không cho tiền nữa thì chả đói à? Đói là đói thế nào? Anh thừa sức nuôi em nhá. Thôi anh đừng có mõm nữa. Từ lúc em với anh quen nhau đến giờ, anh có đi làm cái gì đâu, toàn em nuôi. Thì biết rồi, em bớt nói đi. Thôi em chả nói chuyện với anh nữa đâu. Em đi chợ nấu cơm đây. Ơ kìa, bây giờ còn sớm mà. Đi với anh tí đã. Không được, hai đứa kia đang ở nhà. Em mà về muộn á, chúng nó nghi ngờ đấy. Em không phải lo, tí nữa đi chợ em cứ mua thật nhiều đồ vào, rồi bảo là hôm nay cuối tuần đông người mua nên là phải chờ lâu, thế chúng nó còn nghi ngờ gì nữa. Anh cũng nắm mưu nhiều kế quá cơ. Tất nhiên rồi, phải như thế mới cưa được em chứ. Thôi được rồi, nhanh lên em cũng về đấy. Đi luôn. Chị ơi, em gửi tiền. Anh còn mệt không anh? Anh chỉ còn hơi hơi thôi, chú đừng lo. Hay là em đưa anh đi viện khám nhé. Thôi, anh không đi đâu. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là tự khỏi ấy mà. Thế anh đã có thuốc uống chưa ạ? Chú biết tính anh mà, xưa nay anh có thích uống thuốc đâu. Mỗi lần ốm là làm mát cháo hành với ít tí tô thật nóng, cho nó ra mồ hôi là khỏi ngay ấy mà. Nhưng anh ốm mấy hôm rồi có khỏi đâu. Nếu mà anh không đi khám thì để em mua thuốc cho anh nhé. Uống thuốc tây vào, nó sẽ nhanh khỏi hơn. Thế thì chú đi mua giúp anh, nhưng nhớ mua ít thôi nhá. Anh không uống nhiều đâu, kẹo hay dạ dày. Em biết rồi, anh cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Ừ, thế anh vào nghỉ ngơi nhá. Yên cứ ngồi chơi uống nước nhá. Dạ vâng ạ. Em. Dạ. Mình đi mua thuốc cho anh Hiếu nhá. Thôi, anh ở nhà với anh ấy đi, để em tự đi mua cho. Như thế sao được, lỡ em không nhớ đường thì sao? Em nhớ mà, nãy về đây có đi qua hiệu thuốc, em vẫn nhớ đường đi, anh yên tâm. Hay là thôi, cứ để anh đi cùng em cho an toàn. Em có phải trẻ con đâu, em tự đi một mình được mà. Anh ở nhà, xem anh ấy cần gì thì giúp anh ấy đi. Thôi được rồi, anh nghe em vậy. Em đi cẩn thận nhé. Dạ, em đi đây. Ừ. Sao chị Ngọc lại đi từ trong kia ra? Chị bảo chị đi chợ mà. Không lẽ chị ngoại tình à? Em sao thế? Trong người không được khỏe à? À, không, em có làm sao đâu. Từ lúc em đi mua thuốc về, anh thấy em khác lắm. Có chuyện gì à? Thực ra là có chuyện này, nhưng mà em chưa chắc, nên là chưa dám nói với anh. Có chuyện gì em cứ nói đi, rồi chúng ta cùng giải quyết. Anh này, hồi sáng cái lúc mà em đi mua thuốc cho anh Hiếu ấy, em nhìn thấy chị Ngọc đi từ trong nhà nghỉ ra cùng với một người đàn ông khác ạ. Em nói cái gì cơ? Chị Ngọc vào nhà nghỉ với người đàn ông khác á? Em chắc chắn đấy là chị Ngọc, nhưng mà em không biết là chị ấy có ngoại tình thật không, hay là đi vào trong đấy làm một cái việc gì đó khác. Thế em có nhìn rõ mặt người đàn ông đấy không? Nếu như em nhớ không nhầm thì chính là người đàn ông đi cùng chị Ngọc hồi sáng ấy. Ý em là anh Nam á? Sao lại như thế được nhở? Không lẽ bọn họ cặp kè với nhau thật à? Thế bình thường cái anh tên Nam đấy có phải là người tử tế không anh? Trước đây anh ta cũng khá nghịch ngợm. Tuy là hàng xóm nhà anh đấy, nhưng mà anh không chơi cùng anh ta. Nhưng từ khi anh lên Hà Nội, không biết anh ta có thay đổi hay không nữa. Thế thì anh điều tra anh ấy xem sao. Ừ, anh cũng đang có ý đó đấy. Ơ, anh Nam hôm nay không phải đi làm à? Chú Dương đây à? Mới về à? Vâng. Anh hôm nay được nghỉ.
Lâu lắm rồi em mới gặp anh. Dạo này trông anh phong độ nhờ. Chú lại quá lời. Anh cũng bình thường thôi. Thế tình hình vợ con sao rồi anh? Em thấy anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi còn gì. Ờ thì cũng muốn lấy lắm rồi nhưng mà duyên chưa tới thì biết làm thế nào. Anh cứ kén chọn đấy chứ. Nhìn anh như thế này cơ mà đầy gái theo. Chú lại đùa anh rồi. Anh làm gì có ai? Chị Ngọc đây anh. Chú nói cái gì đây? À không không. Ý em là chị Ngọc nhà em hay khen anh là tốt tính với lại chịu khó làm ăn. Nếu ai mà lấy được anh phúc ba đời đấy ạ. Thì ra là thế. Anh lại tưởng. Anh tưởng gì ạ? À không. Mà chị chú nói đùa thôi. Chứ anh làm gì được như thế. Anh lại khiêm tốn. Bảo sao chị Ngọc nhà em khen anh mãi. Thế chị dâu em hay khen anh thật à? Thật ạ. Chị ấy còn hay lấy anh ra để so sánh với anh Hiếu nhà em đấy. À, chị dâu em trêu thế thôi chứ anh làm sao mà so sánh được với anh trai em. Em thì lại thấy mỗi người đều có cái hay riêng. Không ai hơn ai mà cũng không ai kém ai cả. Anh có thấy như thế không? Cái này chú nói đúng, anh công nhận. Vâng ạ, mà thôi, em đang bận chút việc, em đi trước đây. Anh ngồi lại sau nhé. Thế chú đi đi. Vâng, em chào anh ạ. Về nhé. Tiền sư nó, thằng này nói chuyện như kiểu nó biết hết rồi nhỉ. Anh, chú Dương với người yêu đâu rồi ạ? À, chúng nó vừa đi rồi. Ô, đi gấp thế ạ? Công ty chú Dương có việc đột xuất nên phải đi luôn. Trước khi đi có gửi lời chào em đấy. Ờ, thế chú ấy có cho mình tiền không anh? Có, chú ấy cho 20 triệu. Anh để ở trong giường kia kìa. Thế thì tốt rồi. Mà từ sáng đến giờ em đi đâu? Anh gọi mãi mà không được. À, em đi ra chợ. Điện thoại của em hết pin ấy mà. Ừ, thế thì cơm nước đi. Anh thấy hơi đói rồi đấy. Dạ vâng, em đi nấu cơm đây. Cơm thế nào mà anh lâu thế? Sao em lại đến đây? Thằng Dương nó đang nghi ngờ mình rồi đấy. Anh lo cái gì? Chúng nó đi từ sáng rồi. Thật á? Thế nó có cho tiền không? Có, cho 20. Ngon. Đúng là chủ tịch có khác. Lần nào cho tiền cũng cho mấy chục triệu. Thế bây giờ tính thế nào đây? Có đi không? Có chứ, ngu gì mà không đi. Đang tèm rõ rãi rồi đây. Thế đi vào lấy xe nhanh lên. Ừ, thế đợi anh tí nhé. Ừ. Đứng lại. Ui. Sao mọi người lại ở đây? Mà chú Dương, chị tưởng chú đi rồi cơ mà. Tôi chỉ giả vờ như vậy để vạch trần bộ mặt của chị thôi. Chú nói cái gì đấy? Chị có làm cái gì đâu mà vạch trần. Mày còn cãi à con khốn nạn kia. Mày vào nhà nghỉ với thằng này mà mày bảo mày không làm gì à? Em không làm gì thật mà. Em với lại anh Nam hàng xóm chỉ đi qua đây thôi. Tôi đã điều tra hết rồi. Chị đừng có chối nữa. Kìa anh Nam, anh giải thích cho chồng em với lại chú Dương đây hiểu đi. Chuyện đã đến nước này rồi, dô diếm làm cái gì nữa. Thôi nhận đi. Thằng chó, sao mày dám về vãn vợ tao hả? Anh nói ngược rồi đấy. Là vợ anh về vãn tôi mới đúng. Anh Nam, anh đang nói cái gì đấy ạ? Tôi nói cái gì sai à? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như thế chứ? Anh đúng là đồ chó mà. Mày chửi tao mà mày không nhìn lại bản thân mày à? Con điên. Anh xê ra. Anh Hiếu, em biết lỗi của em rồi. Anh tha lỗi cho em lần này được không ạ? Nếu như bình thường tôi nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn tôi đã cho cô vài vả rồi. Nhưng chú Dương đã cho tôi biết trước nên tôi cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi sẽ viết đơn ly hôn. Cô chuẩn bị tinh thần mà ra tòa đi. Anh ơi, anh đừng làm thế với em ạ. Em biết lỗi thật rồi mà. Anh tha lỗi cho em lần này được không anh? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Nhà tôi đối xử với chị không tốt hay sao mà chị phải làm như vậy? Chú Dương ơi, chị biết lỗi rồi. Là do chị nhất thời hồ đồ cho nên chị mới làm như vậy thôi. Chú nói với anh Hiếu giúp chị mấy câu được không? Nếu chị còn chút liêm sỉ thì hãy rời xa anh trai của tôi càng sớm càng tốt. Đừng có đến làm phiền anh ấy nữa.
Nếu không, tôi sẽ không để yên cho chị và cả tên khốn nạn kia đâu. Chị biết khả năng của tôi rồi đấy. Anh xin lỗi nhé. Vì chuyện gì ạ? Vì anh đã để cho em chứng kiến những chuyện không hay về gia đình anh. Đấy đâu phải là lỗi của anh đâu. Với lại em cũng không nghĩ ngợi gì cả, nên không cần phải lo. Chị dâu của anh có phúc mà không biết hưởng, sau này chị ấy sẽ phải hối hận thôi. Chuyện đã như thế này rồi, anh cũng không muốn trách chị ta nữa. Anh chỉ hy vọng là sau này anh trai của anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt, có thể sống trọn đời bên anh ấy thôi. Em cũng hy vọng là như vậy. À, em có ý này anh ạ. Ý gì vậy? Em nói đi. Em nghĩ là anh đưa anh ấy lên thành phố ở cùng với anh đi, vừa để tiện chăm sóc, nhưng lúc anh ấy không được khỏe như thế này, hay là để anh ấy có một môi trường mới, anh ấy sẽ quên đi nỗi buồn hiện tại. Hơn nữa, tâm trạng ấy tốt hơn, có khi lại tìm được một nửa của mình đấy. Ý của em hay đấy. Chúng mình về thuyết phục anh ấy đi.